Sao anh em có thắc mắc gì thêm về cái này không? Dạ. Ồ, cái đó thì lại là một cái vấn đề khác nữa, một đề tài này nổi tới sáng cũng không hết được. Thật sự là thấy như vậy, nhưng mà cái đề tài này đó thì mình nói tới sáng cũng không hết. Bây giờ nếu mà nói chào cổ thì tôi không đủ kinh nghiệm để nói về chào cổ. Tôi không có cái kinh nghiệm đó, không dám ý kiến. Nói bậy ra thì là bị rầy nữa. Thì tôi không dám ý kiến vấn đề chào cổ. Còn nếu mà nói tổng quát thì bên Nhật nó có tôn cô Nam này là chậu tương đối là nổi tiếng của bên Nhật. Còn có những cái chậu mà nhiều ông thầy làm mà nổi tiếng ngày xưa nhiều khi nó cũng không có dấu nữa, nhưng mà tôi không đủ trình độ để nhận xét một cái chậu đó. Cái đó tôi phải thật tâm mà nói. Còn Tokoname ở bên Nhật, Tokoname là một cái làng tên là Tokoname. Đó là một cái làng Tokoname ở bên đó, cũng như Bình Dương mình ngày xưa vậy đó, là cái làng Bình Dương đó là nhiều nhà làm chậu, nhiều nhà làm đồ gốm khác nhau. Thì mỗi một nhà chậu Tokoname là mỗi một nhà sản xuất đều có một cái dấu ấn của họ, là đại khái cũng như tên của họ. Nhưng mà mỗi nhà sản xuất á thì họ có cái dấu ấn của họ, rồi cái giá nó khác nhau. Rồi một ông nổi này nổi tiếng hơn ông kia chút, ông kia nổi tiếng hơn ông nọ một chút. Rồi tất những cái nhà sản xuất đó giao cho một cái công ty, cái công ty đó cũng lấy cái tên là Tokoname này phân phối đi. Không có nghĩa là chậu Tokoname đây á là nó ngang nhau, nhiều nhà sản xuất dấu ấn khác nhau, giá cả khác nhau. Thì tôi muốn tóm lược nó lại như vậy, nói về chậu Nhật. Còn chậu Tàu ngày xưa đó thì chất lượng cũng kém, nhưng mà cho tới giờ phút này chất lượng chậu Tàu tương đối và giá cả nó cũng tương đối. Mình chơi bình dân chút, cũng như cái chậu nó phù hợp với cái cây thì được rồi. Nếu mình sang hơn chút xíu nữa thì có thể chơi chậu tôi có năm, nhưng mà tôi có năm mềm này nó nhiều nhiều hãng khác nhau, với giá cả nó khác nhau. Cũng như cái chậu mà Yamaha thì tương đối khá nổi tiếng hơn hết những cái loại kia. Nhưng mà Yamaha kỳ thì nó làm thêm hai thế hệ rồi, bây giờ qua cái đời thứ ba nó không muốn làm nữa. Thì nó không muốn làm nữa thì những cái chậu cũ của nó hiện bây giờ thì cái giá nó lại lên cao và đại khái nó bắt đầu như là hơi khan hiếm chút xíu đó. Chứ còn nếu mà bây giờ mình phân tích từng cái dấu ấn đồ này kia đó thì thật sự nó dài dòng lắm, mình nói một ngày cũng mổ xẻ cũng chưa có thấu nổi nữa. Và vấn đề chậu thì tôi cũng có một cái khái niệm thôi, nhưng mà thật sự là chi tiết thì tôi không có.